Mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Nam Cánh Tay à. Hôm nay là buổi chiều mát à. Cô xin dẫn Vega cho cô chú anh chị tham quan một cái vườn mận. Người ta tên vegan mà Vega hoài hả? Vườn mận Hồng Sóc Tăng bên con hả anh chị ha. Bên con cung cấp cái giống anh chị ha. Cái nhánh này. Coi cái mặt ảnh kìa không ngơ ngé không biết gì hết. Phụ bán hàng nuôi bé hả cô chú anh chị ơi. Coi cái mặt để còn quay cái mặt ảnh ra trời ơi. Nè cô chú anh chị, bông nè cô chú anh chị ha. Dòng này dòng mặn rất dễ ra hoa của chị, không riêng gì mặn Hồng Sóc Tăng mà mặn Đài Loan hết chị. Có người gọi mặn Đài Loan của chị ha. Cái nhánh này nó được chắc 70 cm luôn á. Cả đó của chị ha. Nhánh to khỏe. Mà nó lùn á thì con giao cho của anh chị là nhánh nó nhiều, nó tàn nhiều hơn của chị ha. Nhưng mà cây lùn á. Cái dạ. Cái quay chị coi cái rễ nó ra khỏi nhánh nữa. Dạ, khỏi bầu hết chị ha. Về là con bao sống của anh chị luôn. Dạ. Dạ. Đây. Bà chị con bá la con hoài của chú anh chị ơi. Cái... sao mà nó tụ lỗi về của anh chị. Đó. Mà thương nó một cái của chú anh chị, nó không có phụ con chú anh chị. Là nó tự nhiên nó tụ lỗi, cái tự nhiên nó ra hoa của chú anh chị. Nó thấy con chị cho nhánh nhỏ này thấy không? Đó. Ừ. Đó nó ra chi chứ cây mà nó xung phát quá thì ra hoa nó ra hoa nó ra không được. Đó. Để mà ra hoa của chú anh chị về tòng mạnh dạng bỏ con chú anh chị ha. Con xịt bụng với chị. Vegan, con nói gì vậy? Con sửa gâu gâu đi. Cái mặt coi kìa, tại như nó hiền dữ lắm vậy. Thấy vậy chứ nó nặng như cũng chắc ngồi luôn vậy. Bà chăm nó rất là ok luôn. Đẹp trai. Rất là nặng tị luôn. Hiện nay thì cây mận vậy thì tụi con cung cấp với giá là 200.000, hai cây là 400.000 bao ship. Còn mua nhiều hơn thì có giá ưu đãi không em? Nhiều hơn cái giá ưu đãi, với lại cô chú chị tới nhà thì có giá là sẽ ưu đãi hơn cô chú chị ha. Dạ. Ừ. Tại con bỏ những cái phần phí với phần thùng ra của anh chị. Rồi. Con đa phần là đóng. Ngoài mận ra thì mình, ngoài mận Hồng Sóc Trăng ra thì mình còn loại nào nữa em kể cho quý cô chú anh chị luôn á. Dạ, ngoài mận Hồng Sóc Trăng ra bên con có mận Tâm Hoa, mận Xanh Đường, rồi mận Quần Yến là chủ lực của bên con luôn, là những dòng đó chi cảnh và chi kiển luôn không như chị ha. Chị nhớ em còn nhiều loại lắm mà em chưa giới thiệu hả? Thôi có đi, từ từ giới thiệu được quý chị. Dạ nói chứ tụi con là cũng chuyên bên mận á quý cô chú anh chị. Chú anh chị ha. Những cái loại tụi con đang sản xuất có khi nào mà có số lượng thì tụi con mới dám tung ra thị trường. Hồng đầu quýt, hồng đầu đá, rồi hồng độ bên con có đủ hết luôn mận trắng sữa. Dạ có hết. Dạ. Trời ơi cái mặt từ từ hiện đại đến xưa cũ là bên con có hết luôn quý chị ha. Ngáp nữa, nãy giờ không có nói tiếng nào mà ngáp nữa. Cần cái giống thì liên hệ bên chị con hắn quý chị ha. Dạ. Vào lúc 19 giờ tối luôn chú anh chị ha. 19 giờ đi. 19 giờ, dạ, 16, 18 giờ cho đến 20 giờ. Dạ đúng rồi. Nhiều khi bà chị con bà lu bu công chuyện xử lý đồ của chú anh chị ha. Tầm đó đó của chú anh chị. Ban ngày thì chị con đi làm hết của chú anh chị ha. Dạ. Con nói gì đi? Con nhõng nhẽo không mà chứ con không có nói. Rồi thôi nè, mình chào với cô chú anh chị dạ, nha. Chào Vegan chị nha, chị ha. Con cúi đầu đi Vegan, cúi đầu. Dạ. Cuối video con kính chúc cô chú anh chị làm ăn phát tài, mua cây ủng hộ bên con hết của chị ha. Cứ mạnh dạng dòng mặn thì nước ngập nước nó cũng sống được cũng như chị ha, miễn mà nó rút nước là nó sống được cũng chị, rất là dễ của chị ha, miền nào tàu cũng được luôn. Dạ rất là dễ. Ủa mà có một cái quên nữa, chị nghe tới khúc này chị mới nhớ á. Dạ. Cô chú anh chị ở Hà Nội hay nói là loại mận này trồng có trái không, ở ngoài đó khí hậu khác trong mình á. Dạ không, ở ngoài Hà Nội á là ta trồng mà cái những cái mận roi được cũng có trái bình thường của chú anh chị. Dạ rất là dễ. Mận thì đa phần nó không kén khí hậu như vậy ha, và nó chịu, có thể nó là khô và ngập úng được luôn. Dạ tại đa phần ở miền Tây con, tụi con của chú anh chị trồng là những cái nơi dạng gọi là ven sông đó của chú anh chị, mục đích là cho nó ve ra ngoài nó đỡ bóng mát cái tông của chú anh chị ha, tại bộ tàng nó lớn á. Dạ mình làm kinh tế thì nó khác của chú anh chị ha, mình tập ăn chơi thì nó khác. Dạ thôi chưa, rồi còn gì hỏi nữa không? Hết rồi. Thì có thể cô chú anh chị mua về, cô chú anh chị ghép cải tạo vườn mình thấy cô chú anh chị ha. Những cái vườn cây mà kém hiệu quả, mận gừng đồ đó. Dạ, với cái ro gừng nữa cô chú anh chị. Dạ. Cái này là con chia sẻ thân tình, thật tình luôn. Ủa ở miền Nam mình gọi là mận, miền Bắc gọi là cây roi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Cần cái giống liên hệ bên chị con, cần bên hỗ trợ bên kỹ thuật chăm sóc và liên hệ bên con hết quý anh chị ha. Rồi chị Hạnh cảm ơn ạ. À.